Nếu khi mình mở ra, có xấu hay đẹp thì bạn vẫn là bạn của mình nha. Ngôi trường này thật là rộng quá, mình không biết phải đi chỗ nào đây, trời mình sẽ bị trễ mất. Nhưng mà mình sợ quá à, không biết mình có làm quen được với bạn mới nào hay không, hay là vẫn cô đơn nữa. Ê, tụi bé nhìn kìa. Đó không phải là con nhỏ, học sinh mới à? Ừ, đúng rồi, nó mới chuyển trường về đây đó. Trời ơi, nhìn cái bộ dạng của nó kìa, thấy mà ghét. Ê, thế đây là Bảo nào. Cái con nhỏ này, mày đã không nghe à? Ê, con nhỏ kia, con nhỏ áo xanh kia, tới đây tao bảo nào. Ờ, mình hả? Chào các bạn. Nó tới rồi kìa. Ừ, cho nó một bài học đi. Mày là ai? Mày tên gì? Tao hỏi mày là ai, tên gì không nghe à? Mình tên là Lila. Trời ơi, trả lời có cái tên vậy mà cũng ấp úng nữa. Mày mới vừa chuyển trường về đây phải không? Nhìn bộ dạng của mày đi, thật là đáng ghét. Con gái mà mặc đồ gì không biết nữa. Nhìn lại bộ dạng người đi. Mày đấy nha, coi chừng đó, làm xấu cái trường này. Trường này đáng lẽ là không nên nhận mày về đây. Quỳ xuống. Tao bảo quỳ xuống. Mày được lắm. Bảo một lần thì nghe đi. Không nghe, coi chừng đó. Mày nhìn mặt mày thật là đáng ghét, tao sẽ đánh cho mày một trận mới được. Làm ơn đừng có đánh mình mà. Làm ơn đi mà. Con nhỏ đáng ghét, hụ chút xíu mà cũng sợ. Vào trường mới thì phải biết trên biết dưới, nếu không tụi tao đánh mày thiệt đó. Ê, các bạn đó có phải là Zack không? Đứng lên, nhìn lên đi. Mất công Zack nói tụi tao ăn hiếp mày nữa, đứng lên. Zack đến rồi kìa các bạn. Hi Zack. Hi. Chào các bạn. Chào bạn nữa. À, bạn là học sinh mới phải không? Mình sắp trễ học rồi, mình phải đi đây. Bạn ấy mới chuyển trường đến đây à? Sao mà bạn ấy không giới thiệu tên của mình vậy ta? Thôi đi mà Zack, bạn đừng có lo tới cái bạn đó. Gặp lại bạn tụi mình thật là vui quá. Ô mà thôi, trễ giờ rồi, tụi mình mau đi vào lớp học đi. Hôm nay là ngày đầu năm học đó. Bye bye Zack. Trời ơi, bạn ấy thật là đáng yêu. Ừ đúng rồi, đẹp trai mà còn nhà giàu nhất trường nữa đó. Chuyển trường, trường mới hay trường cũ gì, mình cũng thật là buồn. Thân phận của một kẻ cô đơn, không bao giờ mình có được người bạn nào cả. Tại sao vậy? Có phải là tại vì mình xấu xí quá hay không? Chắc là như vậy. Mình xấu quá nên không ai muốn kết bạn với mình. Thật là buồn quá, chỉ biết ra đây ngồi một mình thôi, chứ cũng không có bạn nào để đi chơi chung. Nhưng mà quang cảnh ở đây thật là đẹp. May quá, may mà còn nghĩ như thế này, mình có thể ra đây ngồi để xả stress. Ồ, đây không phải là bạn mới à? Chào bạn. Bạn có phải là bạn mà mình mới gặp hồi sáng ở trường hay không? Mà tên của bạn là gì? Tên của mình là Zack. Mình
tên của mình là Leila. Wow, tên của bạn thật là đẹp đó nha. Cảm ơn bạn. Từ đó tới giờ mới có người khen tên mình đẹp. Chắc chắn là bạn rất thích bãi biển này đúng không? Đáng lẽ ra bạn không nên vào, vì đây là bãi biển thuộc quyền sở hữu của gia đình mình. Gia đình mình mua bãi biển này để bảo vệ môi trường, vì có rất nhiều công ty muốn mua bãi biển để xây những khu du lịch, nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường. Đây là bãi biển nhà bạn à. Mình xin lỗi, mình không biết đây là bãi biển của nhà bạn. Mình đã vào đây mà không xin phép trước. Mình rất xin lỗi bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi đây. Mình rất xin lỗi. Bạn làm gì mà dữ vậy? Đâu có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Oops, sorry. Mình chạy nhanh quá đụng vào bạn. Bạn có làm gì đâu mà bạn cứ xin lỗi hoài vậy? Mình xin lỗi bạn. Bạn thật đúng là ngốc nghếch mà. Nhưng mà không có sao đâu, bạn cứ đến bãi biển này để chơi thoải mái nha. Nhà mình mua bãi biển này là để phục vụ cho tất cả những người dân ở đây. Ai muốn đến chơi cũng được. Chỉ là nhà mình không muốn những khu nghỉ dưỡng mọc lên ở đây, cho nên mới mua lại thôi. Bạn cứ đến đây chơi thoải mái, ngày nào mình cũng ra đây chơi cả. Vậy thì hay quá, mình cảm ơn bạn rất nhiều. Ủa, mà mình có một câu hỏi này muốn hỏi bạn. Bạn có thể cho mình hỏi bạn không Leila? Bạn có câu hỏi gì thì bạn cứ hỏi đi, nếu trả lời được mình sẽ trả lời. Mình rất tò mò muốn biết khuôn mặt của bạn như thế nào. Tại vì bạn cứ đội cái mũ đó cho nên mình cũng không biết mặt bạn nhìn thế nào nữa. Khuôn mặt của mình rất rất là xấu. Bạn không muốn nhìn thấy nó đâu. Tại sao bạn lại nói như vậy kia chứ? Mặc dù khuôn mặt của bạn có xấu hay đẹp thì mình cũng vẫn muốn là bạn của bạn. Nói đến đây thì bạn có muốn trở thành bạn của mình hay không? Mình rất muốn, nhưng bạn sẽ không muốn làm bạn của mình đâu. Tại sao bạn lại nói như vậy chứ? Bạn thật là ngốc nghếch mà. Tại vì mình vừa xấu mà vừa nghèo. Bạn thật đúng là ngốc nghếch mà. Dù bạn có xấu hay nghèo thì mình cũng muốn kết bạn với bạn. Thật vậy à, bạn muốn kết bạn với mình. Từ đó tới giờ mới có người ngỏ lời kết bạn với mình đó, mình vui lắm. Thì mình muốn kết bạn với bạn thật mà. Nhưng mình muốn thấy mặt của bạn. Tại vì bạn bè thật sự thì chúng ta không nên giấu giếm gì với nhau cả. Bạn nghĩ mình nói như vậy có đúng hay không? Bạn nói rất đúng. Vậy thì bạn hãy hứa với mình đi, nếu khi mình mở ra có xấu hay đẹp thì bạn vẫn là bạn của mình nha. Ừ, mình hứa mà. Bạn thật là ngốc nghếch. Vậy thì mình mở ra đây. Mình mở ra nha. Bạn. Wow. Mình không thể nói nên lời. Bạn thật là, mình biết mà, khi mình mở cái nón này ra thì bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình. Bạn nói cái gì vậy? Mình đâu có nói là bạn xấu đâu. Bạn có biết là bạn dễ thương lắm hay không? Mình không hiểu sao bạn lại nói là bạn xấu. Bạn nói thiệt hả? Mình thật sự là dễ thương. Bạn nói thiệt à? Mình nói thiệt đó. Bạn rất là xinh luôn. Vậy thì mình vui quá. Vậy thì chúng ta vẫn là bạn à. Yeah. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ vẫn là bạn mà. Bạn thật là ngốc nghếch. Mình vui quá à. Vậy là chắc các bạn ở trường chê mình nghèo, không có đồ đẹp mặc, cho nên
không muốn đi chung hay kết bạn với mình. Mình nói cho bạn nghe, thì các bạn ấy ganh tị với bạn đó mà. Mà bây giờ, bạn có muốn được mặc đồ đẹp hay không? Mình có cách đó. Bạn có cách gì? Ở nhà mình có rất là nhiều đồ đẹp luôn. Đồ đó của chị mình, nhưng không mặc nữa. Bây giờ chị ấy đang đi du học rồi. Vậy ý của bạn là bạn sẽ cho mình mượn đồ của chị của bạn để mặc? Ừ, đúng rồi. Chị ấy sẽ rất vui nếu chị ấy biết chị ấy có thể giúp đỡ cho một bạn dễ thương như bạn đó. Vậy là mình sẽ có đồ đẹp để mặc à? Đúng vậy. Và chắc chắn là những bạn ở trường sẽ không còn khinh bạn vì bạn không có đồ mới, đồ đẹp để mặc nữa. Nếu mai mốt bạn có cần gì thì cứ đến nhà mình sẽ giúp đỡ bạn nghe chưa. Mình cảm ơn bạn rất nhiều. Gặp được bạn, quả thật số của mình rất là may. Bây giờ mình có thể có bạn rồi, các bạn ấy sẽ không còn khinh mình nữa. Mình vui quá đi. Yeah. mình xin lỗi. Mình vui quá. Ủi cái ghế của bạn luôn. Ok, bây giờ chúng ta hãy đi về nhà thôi. Xin lỗi nha, đi thôi. Let's go. Các em ơi, nếu mà các em muốn xem phần 2 khi bạn Layla mặc đồ thật là đẹp đi đến trường, thì các em đừng quên chia sẻ với những bạn khác để những bạn ấy cùng xem nha. Và đừng quên cho video này một like thật to. Ok, chị Kemper tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào lúc 5 giờ chiều ngày mai. Đừng quên bấm vào những video trên màn hình để xem nha.